Nhiều nhà đầu tư đã có đề xuất lên Bộ Giao thông Vận tải xin được tham gia đầu tư xây dựng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài theo hình thức BOT. Các nhà đầu tư gồm Công ty Cổ phần Phát triển Đầu tư Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, Công ty Cổ phần Đầu tư Cái Mép, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Sông Hồng, Công ty ITNL của Ấn Độ. Hiện tại, tuyến đường xuyên Á quốc lộ 22 là tuyến quốc lộ duy nhất nối Thành phố Hồ Chí Minh với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Theo dự báo, nhu cầu vận tải trên tuyến quốc lộ 22 đoạn Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài sẽ mãn tải vào năm 2016. Trước tình hình này, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển và Quản lý Dự án Hạ tầng Giao thông và Ban Quản lý Dự án 7 đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải đầu tư xây dựng dự án đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài. Theo Ban Quản lý Dự án 7, tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài được nghiên cứu với điểm đầu tại đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, giao cắt với tỉnh lộ 15 thuộc huyện Hóc Môn, điểm cuối tại quốc lộ 22 thuộc khu vực cửa khẩu Mộc Bài, toàn tuyến dài khoảng 59 km song song với quốc lộ 22. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 4 làn xe tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài ước khoảng gần 11.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2 là hơn 5.000 tỷ đồng, dự án được đề xuất khởi công quý 1/2017.